chúng ta đang ở siêu thị Aloha Mall. Chúng ta có thể quay ngược. Quay ngược á? Ấn vào chẳng hạn. Có vẻ là không được rồi nhỉ. Kiểu đang như này nó không quay ngược được. Thế thì thôi. Ở đây có rất là nhiều loại mặt hàng. Cảm giác càng ngày những cái hộp nó càng nhỏ lên. Ừ. Nhưng mà nhìn như vẫn thế. Cảm giác nhỏ. À đây. Có phải cái này là cà phê sữa thính không? Không. Ly cà phê sữa thính ở dưới này này. Phương Nam này. Đây là siêu thị mới ở trên Thái Nguyên, mới khai trương. Và rộng hơn rất là nhiều so với Lam Chi. Không. Em lấy vừa đủ thôi. Để còn đi tiếp. Ly cà phê sữa thích. Đào đổ bột. Thế là nước đào. Mật ong. Nhìn mọi thứ thì rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà nó còn thiếu một cái nữa. Đấy là một cái gọi lên cái trí nhớ của người tiêu dùng nhạc của thương hiệu, nó còn thiếu cái đấy nữa. Ừ, đúng rồi. Ở Lam Chi thì có một cái nhạc rất đặc trưng à, và đúng. Nó có một cái khẩu hiệu logo đấy là niềm tin của mọi nhà. À, Lam Chi Mart niềm tin của mọi nhà. Cần có một cái nhạc mà nó cứ thỉnh thoảng nó bật lên khi mà đến siêu thị tầm 2-3 lần nó có thể bỏ. Không, em nghĩ là nó chưa đến cái thời gian đấy. Hoặc là cái người quản lý ấy, họ chưa có kinh nghiệm ấy. Hoặc là mình chưa có ở đây lâu nên là nó chưa nói đến cái đoạn đấy. Có thể là chưa chính thức mở cửa. Nhưng mà như này là mở cửa rồi mà. Đây là các loại đồ lạnh. Sữa chua, sữa chua. Chua dạo này em lại không thích ăn sữa chua. Dầu ăn kìa, ui dồi ôi, bạt ngàn chưa? À, ở đây có mua lại dầu ăn. Ở đây có mua lại dầu ăn không để... Chưa xếp. Ở đây chưa xếp đồ đông lạnh nhá. Vẫn còn đang... Cô lại nghe máy nhỉ? Hợp lý nhỉ? Ừ. Đồ hộp bên này. Đấy. Thực hộp. Nói chung là vẫn là những cái đồ mà mình hay biết thôi đúng không? Được cái nên bán hơn nhiều. Nó đa dạng hơn, đa dạng các loại mặt hàng hơn. Ừ. Lan Chi thì không có một cái diện tích lớn như này đâu. Đúng rồi, thế là diện tích lớn nó là mà điểm mạnh. Sẽ có một cái khó đấy là liệu lượng khách hàng là có đủ nhiều hay không. Ừ. Bởi vì Lam Chi là nó trung tâm, đoạn trung tâm thành phố. Ừ. Bán các đồ khác. Không, em nghĩ là nó sẽ vẫn sẽ phát triển thôi, tại vì nó lại thu hút được những cái khách ở đằng mạn bên này ấy. Người thay vì đi Lam Chi đúng không? Vào đây cho tiện. Áo mưa. Áo mưa này. Để cái áo mưa như thế cũng được. Bởi vì các đồ đây, này. Cái đồ để ly cốc các thứ. Cái này nhiều loại mà nhìn dễ hơn. Ừ, kiểu treo cái nào phân thay được đá cũng rất nhiều. Muối, bột canh thịt. Nếu hôm nay không rủ anh Trọng sang phía bên này thì cũng không biết ở đây nó mở bán
kiểu đang đi đúng roadmap ấy. Đúng kỳ vọng của người tiêu dùng, của users. Mũ bảo hiểm thì đẹp. Cái này chỉ nhìn thấy mỗi mắt thôi nhỉ. Mỗi mắt lòi ra thôi. Nó có cái gì nhọn? Nó là cái này. Em thích cái này. Cái này nó lên được. Em nghĩ là nên chọn cái kiểu này này. Cái này nó mở lên được. Cái đấy nhìn tối lắm. Khó sử dụng lắm, đúng không? Đây này, anh chọn cái loại mũ như kiểu của anh Hàn này này. Ừ.